của mình trong việc tu thân sự kỷ, chứng tỏ tôn chỉ học Phật tu nhân đã cụ thể hóa trong mọi hành động, ngôn ngữ và đi vào cuộc sống đời thường của mỗi tín đồ Phật giáo hòa hảo. Mẫu chuyện tiếp theo, người tín đồ tiêu biểu, lời tâm sự. Trung tuần tháng 5 năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy bị nhà đương cuộc thực dân Pháp an trí tại nhà ông Hương Bộ Thạnh ở rạch So Rủa, Kinh Sáng, Xà No, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Bấy giờ nhà bác gần đấy nên thường tới nghe Đức Thầy thuyết Pháp. Từ đó có những đêm tối cứ nhớ những lời thuyết Pháp, nghe lời khuyên dạy dỗ tu hành của Ngài luôn dẫn bên tai nên không ngủ được. Chứ tu thì chưa dám. Mãi cho tới năm 1945, tức 5 năm sau, được gặp Đức Thầy lần nữa, lúc Ngài đi khuyến nông tại Gò Quao, Kiên Giang. Khi Ngài về Sài Gòn, có gửi cho bác lá thơ do ông chủ giáp Nguyễn Hữu Giáp, hội trưởng tỉnh Cần Thơ, đem về trao tận tay. Bác nghĩ, Thầy còn nhớ tới mình, chắc mình còn có duyên được. Thế là bác quy y theo đạo. Chẳng bao lâu là xảy ra những vụ tôn giáo đảng phái tương tranh. Bác lại gặp nạn dồn dập nên cả nhà phải tản cư lên Chắc Cà Đao, Long Xuyên. Thương cho tình cảnh của mình và đồng đạo, ban ngày thì bị bộ mật thám tay sai Cường Hào ác bá hoành hành, ban đêm trộm cướp giặc giả lộng hành, khốn khổ khôn cùng của người dân nói sao cho hết. Bảy nhàn hỏi, bác có còn giữ hay nhớ nội dung bức thơ của Đức Thầy nói sao không? Nguyên văn thì bác không nhớ hết, vì hoàn cảnh lúc đó vô cùng khó khăn nên không sao giấu được. Bác đọc thuộc lòng, lâu quá có hơi quên, nhưng vẫn nhớ. Còn có căn duyên với Phật Pháp, cũng có căn duyên với Thầy. Nói tới đây, giọng bác nghẹn ngào, xúc động đứt khoảng. Thầy ra đời dâng lệnh Phật Tổ lập hội Lâm Hoa, ráng lo tu, Thầy dẫn đến hội Lâm Hoa. Nếu để trễ không tu thì lâu lắm mới gặp được Thầy, vì lâu lắm mới có hội Lâm Hoa nữa. Bây giờ phải Thầy phải trò rồi, con ráng tu đi. Đại ý lá thơ là như vậy đó, các cháu biết không? Hồi nào tới giờ bắt lửa Thầy quá lửa, nên khi nghe Đức Thầy nói câu phải Thầy phải trò rồi, ráng tu đi để giúp đời, bác thấm lắm mới quy y vào đạo. Theo đạo một thời gian thì đạo giáo bị nạn. Bác qua khỏi tai nạn rồi, bỏ hết nhà cửa ruộng vườn lên Chắc Cà Đao, Long Xuyên kiếm việc làm. Bác đi ghe gặp cướp, nó bảo lột đồ hết ra. Dưới ghe ai cũng còn cái áo cái quần. Lúc đó bác chèo ghe có cái áo sơ mi cũng bị nó lột luôn, đành ở trần, chỉ còn cái quần cục. Bác đi làm mướn, kiếm gạo ăn mà không đủ, vì bác làm dở. Tại hồi đó tới giờ bác đâu có làm gì đâu, nay làm dở thì người ta đâu có mướn. Gia đình bác từ miệt dưới lên nên càng cơ khổ hơn. Ban đêm bác và đứa em trai út phải lên nằm sát mé lộ, chỉ chừa đường cho người ta đi. Ngủ cũng không có cái gì để đắp, lạnh hết sức là lạnh. Gặp mấy lúc trời mưa, đêm thì chạy vô hàng ba nhà người ta ngồi đỡ. Chờ hết mưa thì trải chiếu thí lên đất bùn nằm ngủ đại. 6-7 năm sống như vậy mà sao bác không thấy buồn? Lúc đó hoàn cảnh xã hội đảo điên lắm, ban ngày thì khác mà ban đêm thì khác, không biết ai là người tốt và ai là kẻ trộm cướp nữa. Họ thấy mình nghèo quá, họ không dám cho đậu ghe ở xóm họ nữa. Vì vậy bác trôi nổi đây đó đặng mần ăn lây lất qua ngày, nhưng vẫn không quên mình là tín đồ Phật giáo hòa hảo. Cho dù khó khăn gian khổ cũng cố gắng vượt qua sự thử thách của thế sự. Thế nên ngày ngày trong sự thế đối nhân vẫn thực thi đúng tôn chỉ học Phật tu nhân. Nguyễn Tấn Lợi trích tự truyện của bác Sáu Viên. Tu đền nở thế cho rồi,
thì sao mới được đứng ngồi tò sen. Trích trong Sấm Giảng quyển 3. Bài tiếp theo, niệm Phật cho có tác dụng. Xin bác Sáu chỉ cho mấy cháu kinh nghiệm niệm Phật như thế nào cho kết quả. Anh Hai Sanh nhắc về việc này hoài. Mỗi lần niệm Phật cần tìm kết quả của tiếng niệm Phật để tạo cho mình thêm nghị lực. Chứ còn niệm hoài mà không biết gì hết thì cái niệm đó không có tác dụng gì cả. Bác niệm Phật có tác dụng dữ lắm. Bác niệm đó rung cả toàn thân bác, chứ không phải niệm cái miệng thôi đâu. Bởi vậy nói cho em cháu mừng, mỗi ngày bác niệm Phật không dưới 11 tiếng đồng hồ, bác thấy nó kết quả rõ ràng lắm. Cho nên nói thiệt với em cháu, bác thấy cái hội Long Hoa nó gần lắm. Bác hay nói với anh Hai Như Sanh, bây giờ anh đừng nói cái gì dông dài hết, mà làm sao cho đồng đạo niệm Phật cho có tác dụng. Một là niệm Phật dễ, đi đứng nằm ngồi gì cũng niệm được, mà phải hiểu rõ được tác dụng của nó thì mình hăng hái lên, tử thần mình cũng không có ngán nữa. 7000 tiếp, lòng mình hăng hái lên chắc mình dễ buông bỏ nhiễm ô, phải không bác? Ờ đúng vậy, đạo hiểu rồi ngon tợ gỏi nem. Bác cũng nói với anh Hai Như Sanh, anh Hai à, mình được may mắn quá, nhờ gặp đức thầy, gặp đạo chánh, mình mới được sung sướng lúc trở về già. Nhờ niệm Phật mà đời sống mình vui vẻ lắm, chứ không phải như người ta. Sáng ra thấy mấy đứa nhỏ hay rang cơm nguội ăn đặng đi làm, nhìn tụi nó lu bu quá nên bác nói, mấy đứa bới cho bác một chén ăn với. Bác đi tới đi lui bên mấy cây mai trước sân nhà, nghiền từng hạt cơm, nhớ việc niệm Phật nên có bài thơ bác Sáu đọc lên. Sáng sớm ăn cơm nguội, thấy lòng mình vui vui, niệm Di Đà liền khởi, trong ấy thoát lời ra. Niệm Phật như chừng mẹ mớm cơm, làm lành như nằm trong nôi ấm, trí huệ như khát sữa, thiền định như ngủ trưa, giác ngộ như bình minh, bỗng nhiên nghe sấm nổ, tan sạch hết vô minh. Thấy lòng mình vui vui, sáng sớm ăn cơm nguội. Đây là thành quả pháp tu tịnh độ ngay trong đời sống, chứ chẳng đợi đến lúc lâm chung mới vãng sanh. Ông Thanh Sĩ, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ưu tú, đã trải nghiệm. Tất cả tấm lòng thành gồm vào một niệm Phật, khi niệm ấy phát lên, vang rền trong trời đất, rừng mê cháy sạch không, biển khổ lấp bằng mặt. Chỉ trong cái quát nhiên, thấy rõ tam thế Phật. Trích trong Đời Mạt Pháp của Ngài Thanh Sĩ. Sở dĩ các lão đồ Phật giáo Hòa Hảo hành trì có kết quả như thế, vì đã thể hiện lời dạy của Thầy Tổ mà không cần khổ công chạy đông chạy tây, tìm kiếm kinh sách nào khác ngoài bộ Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của Đức Thầy. Nhớ lời dạy dỗ ca ngâm, Di Đà sáu chữ trì tâm chớ sờn. Từ Giả Làng Nhân Nghĩa. Nguyễn Tấn Lợi trích Tự Truyện của Bác Sáu Viên. Mẫu chuyện tiếp theo, thuần niệm Phật. Một buổi trưa khoảng thượng tuần tháng 4 năm Tân Tỵ 1941, tại văn phòng căn nhà số 148 đường Lô Phe, Sài Gòn, có người tín đồ không nhớ tên ở miền Tây lên xin vào diện kiến Đức Thầy và thưa điều thắc mắc. Bạch Thầy, từ ngày quy y theo đạo, con luôn hành trì pháp niệm Phật là trì danh lục tự Di Đà xuyên suốt, coi như khá thuần thục nhất tâm. Nhưng điều con còn nghi là lỡ bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử, không kịp trì câu lục tự, trong lúc lâm chung có được vãng sanh cực lạc chăng? Nhìn người tín đồ thân thương đang lo lắng, Đức Thầy hoan hỷ giải nghi. Người thường ngày chuyên cần niệm Phật cầu sanh Phật quốc là gieo sâu duyên Phật, đã gồm đủ tín nguyện hạnh,
cho dù xảy ra tai nạn chết đột ngột, mà ngay lúc lâm chung không niệm được câu lục tự vẫn được giảng sanh tịnh độ. Giống như cây cưa mở miệng nơi nào thì cây phải ngã y bên nấy, không sao lệch được. Ông yên tâm và tiếp tục hành trì. Người tín đồ hân hoan kiếu từ, thật vậy. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dù tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tinh nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Trích trong Khuyến Thiện hay là kệ kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Sấm giảng quyển nhất, Nguyễn Thiên Ân. Trần lao động niệm Phật. Nguyên quán quê tôi ở làng Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, Long Xuyên. Qua lập nghiệp ở làng Phú Thành, Đồng Tháp, tháng 11 năm Kỷ Mão 1939, tôi đến tổ đình Đức Huỳnh Giáo Chủ ở làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, Châu Đốc, nghe Đức Thầy thuyết giáo và tiếp sao chép giảng kệ của Ngài. Tôi thường chuyên tâm trì danh niệm Phật, nhưng còn có điều thắc mắc nên hỏi. Bạch Thầy, trong tôn chỉ hành đạo, Thầy dạy Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Vậy lúc tôi ở trần, lao động, niệm Phật có được không? Và có lỗi với Phật không? Trong tâm ông tưởng nhớ Phật mới niệm hồng danh của Ngài, chứ đâu phải ông mời Phật đến với mình mà thấy có lỗi mà tạ lỗi. Lúc nấu cơm, gánh nước, bữa củi, giã gạo, quét nhà, làm ruộng, niệm tưởng Phật đều được hết. Trừ thời công phu bái Phật, lòng ông thiếu tôn trọng, mọi tư tưởng tà quấy vọng khởi chẳng những không được hiệu quả, còn mang tội thất kính nữa. Tôi ghi nhớ vào lòng lời dạy của Đức Ân Sư. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà, thì hiền lương quên hết điều tà, được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Giác mê tâm kệ, trích lời ông Hương Quảng Chiến. Chuyện tiếp theo, có huệ thì phải bắt sâu. Sau ngày Đức Thầy lãnh sắc chỉ của Ngọc Đế với hai vị Phật Tổ Thích Ca và Di Đà, đó là ngày vô cùng trọng đại. 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, vì thời cơ đã đến, từ đó Đức Thầy độ chúng bằng tam độ nhất như, trị bệnh, biên kinh giảng và thuyết pháp độ đời. Tiếng tâm Ngài lan rộng khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Ta vì dưng sắc lĩnh Ngọc Tòa, đền linh thu sơn trung chịu mạng. Giác mê tâm kệ, Ngài đã chính thức trình lễ tế cáo Hoàng Thiên và long trọng báo tin cho nhân loại biết một kỷ nguyên mới của nền Phật giáo chấn hưng, Phật giáo hòa hảo ra đời. Muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lĩnh bảo ta truyền dạy. Kệ dân, lúc bấy giờ bà Nguyễn Đình Ngọ là vợ thẩm phán tòa án tỉnh Châu Đốc, vốn là một Phật tử tín tâm, tìm xuống tổ đình Phật giáo Hòa Hảo với ý là tìm hiểu về thầy Tư có thật sự đúng là Phật sống như lời đồn của mọi người chăng. Trước đại chúng thập phương, bà phán ngõ hỏi: Xin thầy hoan hỷ cho biết, tôi có huệ hay chăng? Tuy câu hỏi đột ngột,
Nhưng thầy Tư vẫn tự nhiên tươi cười và đáp không cần suy nghĩ: có huệ thì phải bắt sâu. Câu trả lời khiến bà Phán Ngọ vừa lòng với hai ý: một, xác định công phu tu tập của bà có kết quả, nhất là ngài khéo dụng cả lý và sự, dùng lối đồng âm đồng nghĩa. Huệ, bông huệ là loài hoa có sắc trắng tinh khiết, mùi thơm. Hai, huệ còn có nghĩa là trí huệ bát nhã. Đức thầy khẳng định phải bắt sâu. Câu trả lời ngắn gọn đủ ý làm cho người trong cuộc hoan hỷ, mà khiến những người có mặt lúc bấy giờ suy nghĩ nhiều hơn mỹ ý của ngài. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Giác mê tâm kệ, trích Đạo Pháp Khai Tâm. Chú giảng, theo bà Phán Ngọ, đức thầy gián tiếp xác nhận thành quả tu tập của bà. Thay vì nói trí huệ là trí bát nhã, ngài dùng đồng âm là bông huệ, loại bông có hoa trắng, hương thơm, thường dâng cúng trên bàn Phật. Hai, đức thầy khẳng định muốn có huệ phải bắt sâu, là khuyên bà ráng giữ giới luật. Giữ giới sanh định, định thì phát huệ. Huệ là ngôn ngữ miền Nam, miền Bắc gọi là tuệ. Ý nghĩa có một, chỉ cho người tu có công hạnh hành trì tu tập quán chiếu chân lý mà chứng đắc. Trí huệ vốn không, tự sáng sẽ nhận ra thể tánh chân thật vốn có của mình, tức nhận ra chân tâm thường trụ, sáng suốt tròn đầy, có sẵn trong mỗi chúng sanh. Phật tổ dạy, cuồng tâm đốn yết, yết tức bồ đề, nghĩa là khi tâm cuồng vọng chợt dừng hẳn, thì ngay lúc đó là giác ngộ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trí huệ khác với trí thức, có học mới biết. Huệ, tuệ là một trong tam học, có ba loại: một, văn huệ, nhờ nghe nhiều mà thông đạt; hai, tu huệ, có công hạnh tu tập mà nên; ba, tư huệ, có suy tư tìm hiểu. Một tông đồ của Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết: ngọc nếu chẳng dồi mài chẳng sáng, tu nếu không cố gắng chẳng thành. Trong tâm khi được trọn lành, hốt nhiên trí huệ nơi mình hiện ra. Một khi thấy trứng gà khẽ mỏ, chẳng bao lâu sẽ nở gà con. Mẹ gà phải ấp cho tròn, trứng kia để lạnh gà con chết liền. Tăng chúng phải tham thiền đúng cách, làm sao cho thống nhất tinh thần. Mắt tai mũi miệng ý thân, đem về một chỗ thật chân như lòng. Làm thế chẳng phải trong chốc lát, mà phải gìn cho được luôn luôn. Đến khi như nước trên nguồn, chảy luôn không dứt là đường đạo minh. Con ơi nhớ chặt gìn lẽ ấy, chẳng bao lâu sẽ thấy hiệu năng. Nếu còn nghĩ quấy tưởng sằng, chắp tay ngồi mãi chẳng ăn thua gì. Việc thành đạo không kỳ máu chậm, mà gió lòng động tĩnh khiên ra. Động còn thì đạo còn xa, tĩnh càng sớm được đạo nhà sớm thông. Động còn bởi lòng còn cảm nhiễm, về sự tu còn kém quyết tâm. Ma đời chúng dễ đến xâm, có hơi đường mật rùi lằn mới bu. Thiếu cương quyết khó đi đến chúng, hai động tâm dễ cuốn theo đời. Phải như hoa nở giữa trời, gió qua cũng mặc, cột ngồi cũng thay. Manh mối vốn là đây ráng nắm, tuy nói làm lòng chẳng xuyến sao. Minh minh bạch bạch lào lào, soi đời mà chẳng tốn hao gì đời. Lúc nào cũng như trời lớn rộng, khắp thế gian đâu cũng trùm bao. Nhưng không vướng mắc vật nào, cổ kim thường tại một màu không không.
Con ơi đạo tìm trong não trí, chớ kiếm ngoài chân lý khó thông. Phật ma đều vốn tại lòng, đừng lầm tưởng ở bao đồng xa xôi. Nay không gặp thì mới sẽ gặp, cố tìm cho thấy mặt mới thôi. Tâm trung nếu chẳng đổi dời, lửa từ trong cái bùi nhùi cháy ra. Đạo diệu chẳng ở xa chớ ngại, thật quay đầu sẽ thấy bên lưng. Bước đi tới một bước dừng, bước cho một gót chẳng từng tới đâu. Trích trong Đường Giải Thoát của Ngài Thanh Sĩ. Bài kế tiếp, tịnh tâm là đạt huệ. Trong chuyến công tác khuyến nông ngày 16 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, sau khi tới Rạch Giá, Đức Thầy nghỉ đêm nhà tôi là phán hậu. Nhân đó tôi có hạnh duyên nhờ Đức Thầy dạy chỉ những nghi vấn trên đường tu. Tôi hỏi, bạch Thầy, theo ý nghĩa của tôi, một người đã nhiễm trần 3-40 năm, bây giờ giác ngộ chân lý, thì cần phải có thời gian tu tập tương ưng như thế. Như tôi chẳng hạn, có như vậy mới rửa hết lòng nhiễm ô trần tục. Nếu tu ít hơn thời gian tương đương ấy, chắc không sao giải thoát và không sao sáng suốt được. Có đúng như vậy chăng thầy? Đức Thầy nhìn tôi rồi chỉ tay xuống sông cho biết. Ông hãy nhìn con sông kia, nước vẫn chảy, gió vẫn thổi, sóng vẫn sao động, thì dù thời gian có là bao, nước vẫn đục. Ngược lại, bằng gió dừng, sóng lặng, nước đứng yên, tất nước sẽ trong, đâu đợi thời gian kéo dài. Người tu, nếu biết chủ tâm yên lặng, đối cảnh chẳng nhiễm ô, tâm bình, tánh tịnh, tất nhiên trí huệ phát khai, dứt lòng trần, ấy là giải thoát vậy. Tôi lãnh hội ý nghĩa này và nhớ lời một đồng đạo lão niên nhắc nhở. Giác tu nhất khắc Phật về, mê tu muôn thuở cũng là phàm phu. Thế nên đồng một trường tu, kẻ thì phát huệ, người ngu suốt đời. Ánh sáng từ bi, Ngài Thanh Sĩ. Và tôi nhớ lại trong quyển tư, Đức Thầy có câu: tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Giác mê tâm kệ. Tôi lãnh hội ngay lời Đức Thầy hiển bài, lòng cảm thấy nhẹ nhàng hoan hỷ, rồi nhẩm lời của một đồng đạo. Phật bảo rằng tâm vọng nhiễm là nguyên nhân luân chuyển trong đời. Bị vọng tâm nên mới đổi dời, sao căn buộc mang nơi tà khúc. Sông dậy khiến biển trong quá đục, tâm vọng làm tánh Phật lu mờ. Chúng sanh xưa nay lạc bên bờ, do tâm vọng làm mờ chánh kiến. Từ tâm vọng mọi điều biến chuyển, thánh quá phàm nhẫn quyển làm chớn. Mất hẳn lòng bác ái từ nhân, chỉ lo lấy riêng thân thỏa mãn. Việc chi cũng cứ làm mù quáng, không biết đâu chánh đáng đâu tà. Việc mình làm để kẻ thiết tha, lợi một kẻ hại ra muôn mạng. Trích trong Đâu Là Phàm Thánh của Ngài Thanh Sĩ, hay là bài kệ: từ thạch năng hút sắc, ngại vật khó giao bôi. Phật cùng tâm vốn một, vọng niệm cắt làm đôi. Khi trừ xong ngại vật, từ thạch liền hút sắc. Vọng tâm dứt đi rồi, Phật cùng tâm thống nhất. Lời Phật kệ tai nghe vừa dứt, bỗng nhiên lòng sáng rực thêm ra. Thế là giữa Phật cùng ta, cách nhau vì vọng, gần là vì chơn. Vọng ấy tức trần tâm vọng, chơn kia tức bổn lai chơn. Thế thì trong xác tạm trần, há không di ẩn Phật thân chăng là. Trích lời vàng trong mộng, Ngài Thanh Sĩ.
Kinh Phật cho biết: Thốn tâm bất mũi dạng pháp khai minh. Nghĩa là một khi lòng chốn phát khởi mà thấy được dạng pháp đều sáng tỏ, đây là điều mà Đức Huỳnh Giáo Chủ minh định. Ông Nguyễn Công Hầu, Hội trưởng Ban Trị sự tỉnh Rạch Giá. Chú thích: Đức Phật Tổ Thích Ca dạy rõ, như chiếc áo bẩn hàng trăm năm có thể giặt sạch trong một ngày. Trích Kinh Đại Tập. Bởi vọng tâm phiền não vô minh là hạt giống ô nhiễm từ vô lũy kiếp trôi lăn trong sanh tử sáu đường. Nó nằm sẵn trong tạng thức của mỗi chúng sanh. Một khi trần cảnh, tức lục căn lục trần, nổi sóng làm náo loạn cõi lòng, chúng ta cùng nghe đoạn văn sau đây để nhận biết hành trạng của vọng và chơn. Lòng lành giữ lộ nơi nhân tướng, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mặt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng. Tâm không mà chẳng phải không, mười phương chư Phật đều trống thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc thú lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm nhân trở lại thánh nhân tức thời. Gốc tâm vọng do nơi cảm nhiễm, thói quen ưa đã chiếm trong lòng. Lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chiêm bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chiêm bao lỗi lầm. Trích trong Đường Giải Thoát của Ngài Thanh Sĩ. Hay bát phong hưng khởi, tức phiền não giấy động. Nếu hành giả không làm chủ được tâm, để tâm phan duyên theo trần cảnh, làm náo loạn cõi lòng, mãi gây tạo ác nghiệp, tất chịu luân hồi thống khổ. Bát phong, lợi, lợi lộc, suy, tổn thất, quỷ, bị nói xấu, dụ, được khen tặng, xưng, ca ngợi trước mặt, cơ, chê bai, khổ, hoạn nạn, lạc, vui mừng, khó kềm chế được. Pháp Diệt Mê Si. Sau tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, lúc Đức Thầy khai đạo Phật giáo Hòa Hảo tại Tổ đình Hòa Hảo, ngày ngày bá tánh khắp nơi tới lui xin nhờ Ngài trị bệnh, xin thuốc, nghe thuyết pháp, xin quy y hay biên chép kinh giảng về tu học. Tuy nhiên, Phật Pháp thâm sâu và bao la như biển cả cây rừng, khó mà lãnh hội hết được. Còn người mới bước chân vào cửa đạo thì còn biết bao điều chưa hiểu biết, còn ngại nghi ngờ vực vì chưa thấu hiểu nên thắc mắc tìm tòi. Một ngày tiết đông thiên về khá lạnh lẽo nhưng tôi chẳng thấy lạnh. Phải chăng vì đang nôn nóng muốn tìm hiểu rõ về đạo pháp nên từ làng Kiến An Chợ Mới sang đò qua Hòa Hảo tới tổ đình mong gặp Đức Thầy nhờ giải nghi những điều tôi chưa tự giải được. Tôi chờ đợi lúc thưa vắng người, tới gần thưa hỏi: Bạch Thầy, trong kinh Phật dạy tam độc là tham sân si. Theo trí cạn của tôi hiểu là muốn trừ tánh tham thì tôi đừng nên ham muốn vật chất nào hết. Cũng như muốn trừ sân độ thì chẳng nên nóng giận dù việc ấy có lớn hay nhỏ, làm trái nghịch lòng mình. Duy còn cái si mê,
tôi không biết diệt trừ cách nào, nhờ thầy từ bi chỉ dạy. Muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Câu trả lời khá ngắn gọn. Tôi muốn hỏi thêm thì có người bệnh nặng chở tới, nên đức thầy lo chữa bệnh. Sau này qua thời gian tu học theo tôn chỉ và giáo lý, tôi mới nhận ra mê si tức vô minh chính là nguồn gốc của sanh tử luân hồi, còn giác ngộ là giải thoát sanh tử. Thế nên người tu mục đích là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Song con đường từ chúng sanh đến Phật quả là cả quá trình cam go thử thách, phải chiến đấu từng phút giây với mê lầm vọng tưởng đã có từ vô thị trong mỗi chúng sanh. Vì thế đức thầy dạy chỉ: ác thứ mười đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thị, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn ngụy làm chơn, lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng cần biết tinh thần đạo đức, dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bỉnh rỉnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác, diệt mê si phải nương thuyền giác. Khuyến thiện: tôi nhận thức lời dạy của đức thầy vô cùng chính xác về chân lý Phật Đà. Theo lời kể của ông Đặng Thành Tự: mẫu chuyện tiếp theo, pháp diệt căn trần. Sau mấy tháng khai đạo, ngày nọ từ chợ Giàm làng Phú An, quận Tân Châu, tôi chạy xe đạp xuống nhà ông cả Tổ Đình Hòa Hảo hỏi đức thầy: thưa thầy, pháp diệt lục căn đừng nhiễm lục trần phải hành sao cho xác nghĩa? Phương pháp chẳng thiếu gì, nếu nói mấy ngày cũng không hết, nhưng chủ yếu do tâm quán tưởng. Dạ thưa, quán tưởng thế nào? Quán tất cả muôn loài vạn vật ở cõi trần đều tạm giả. Đã tạm giả thì làm sao tồn tại được? Nhận thức rõ như thế, tâm mình không còn nhiễm ô. Cho dù học bao nhiêu đi nữa mà tâm còn ô nhiễm trần thì chẳng đi đến đâu. Tôi nhớ lại lời giảng dạy của Đức Tôn Sư: tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn rày đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Khuyến thiện: theo lời kể ông Hương Hào Phỉ: ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chi tâm. Quyển 5. Tôi quê vùng Cao Lãnh, Kiến Phong, nay thuộc Đồng Tháp, sớm nhận thức cuộc đời đầy đau khổ, vạn vật vốn vô thường, nên tìm đến Thiên Cấm Sơn, tức núi Cấm Châu Đốc. Sau khi viếng mấy thắng cảnh thiên nhiên giữa rừng núi âm u thất sơn huyền bí, khách hành hương thấy lòng mình an nhiên thanh thoát trước sự thiêng liêng, tôi dừng chân tại đá dựng, lo bề tu tâm dưỡng tánh. Một buổi chiều mùa thu ngày 22 tháng 8 năm Kỷ Mão 1939, tôi cùng mấy bạn đạo ra thạch bàn nhìn mây trắng bay tỏa trùm rặng cây vách đá. Gió núi mơ mang thổi nhẹ mát cả lòng người. Tôi đứng trước cửa điện hóng mát, mắt đăm chiêu nhìn bầu trời xanh trong, nhìn xuống chân núi xa xa, thấy đoàn người như cái chấm đen từ từ tiến lên. Họ hiện dần ra. Người đi trước độ tuổi 20, tướng mạo trang nghiêm khoan nhã, nhưng khôi ngô tuấn tú, da trắng hồng hào, dáng cao hơn mọi người đi chung. Đoàn người tới nơi, đôi bên vái chào nhau, qua lời thăm hỏi
Tôi biết được người thanh niên kia là Đức Thầy Hòa Hảo. Mọi người đi chung đều là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Trong tôi đã có sự thầm kính. Đêm nay, đoàn người nghỉ đêm ở đây, sau thời cúng công phu chiều. Mọi người ngồi xung quanh nghe người thuyết đạo và hướng dẫn nhiều điều trong vấn đề tu hành. Tôi còn nhớ như in lời của Ngài. Các ông muốn tu hành nên trừ tánh nóng giận, sân hận mới mong có kết quả. Ngài đưa ra câu hỏi. Theo các ông, nếu có ai đó đem cho mình món quà mà mình một mực khước từ, thì người kia phải làm sao? Mọi người đều im lặng. Hồi lâu Ngài nói tiếp. Nếu mình không nhận thì họ phải đem về. Cũng như thế đó, nếu có người dùng lời bất nhã hay nặng nhẹ đối với mình mà mình nhẫn nhịn được, lòng không chút sân hận, tất nhiên nghiệp quả của người kia phải thọ lãnh. Ôi, lời đạo lý kia làm cho tôi sáng ra. Sau này trên đường quy y tu học, tôi xem qua kinh sách và sấm giảng do Ngài sáng tác, thấy rõ hạnh tu trước tiên là trừ tánh nhân ngã, kế đến là không để kẹt vào thọ cảm, đó là đức bi, để về lần tới chân tâm. Vì vậy, nếu người tu cho dù có hành trì đến bao lâu đi nữa mà tánh nóng giận không diệt trừ, thì khó mong đạt được kết quả. Nhẫn nhục để nhất đạo, tiên tu trừ ngã nhân, thị lai vô sở thọ, tức chơn bồ đề tâm. Đức Huỳnh giáo chủ dạy rất tỏ tường. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung ác thể vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt no liền. Chữ oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất hết. Giác mê tâm kệ. Theo lời kể ông Phạm Văn Phẩm, thư ký ban trị sự xã Mỹ Hội Đông. Mẫu chuyện tiếp theo, hạnh khiêm tốn. Ông hai đấu cải thầy. Ngày 2 tháng 4 dường năm Giáp Thìn 1944, tại Cao Lãnh Đồng Tháp, vì lòng thương thầy mến đạo nên các ông hội trưởng và phó hội trưởng ban trị sự quận Cao Lãnh, ông hội trưởng xã Tân Tịch, Tân Thuận Tây, ông hai đấu và tôi, Sáu Triển, tổ chức lên Sài Gòn viếng thăm Đức Thầy. Phương tiện là chèo ghe Tam Bản bốn chèo, trải 3 ngày mới tới. Bốn ông lên trước, hai chúng tôi nhờ các ông xin phép Đức Thầy cho hai chúng tôi được diện kiến. Được Ngài cho phép, nhưng dặn sáng mai hãy lên. Đêm ấy tôi không sao ngủ được, trông cho mau tới sáng. Chúng tôi lên đường Sài Gòn, đi bộ quanh co một lúc, tới căn phố 2 tầng. Bước vào thấy có cái quả đường như các ngôi chùa. Từ cửa bước vào thấy một thanh niên khôi ngô, tôi nghĩ đây chắc là Đức Thầy. Ông hai đấu bật đứng lên cúi đầu xá. Ngài đứng nghiêm thân mình, hai tay buông thẳng, hơi cúi đầu đáp lễ. Dường như có một mãnh lực vô hình khiến tôi cũng bắt chước làm như ông hai đấu. Chào đáp lễ xong, Ngài chỉ tay mời ngồi ghế và nhỏ giọng lên tiếng. Cảm ơn các ông chẳng ngại đường xa đến viếng thầy. Khi về nhà ráng thực hành y những điều tôi dạy trong sấm giảng. Không biết ông hai đấu cảm kích như thế nào, lên tiếng. Xin cho con được lại thầy. Vừa nói liền quỳ xuống. Đức Thầy nghiêm sắc mặt, đưa hai tay ra chặn lại và nói. Không. Ông đấu cúi lại xuống. Ngài đưa hai tay ra đỡ dậy nói. Không không. Thế mà ông đấu quyết lại cho kỳ được. Ngài bước tránh không nhận cái lại. Đức Thầy bước vào trong, lát sau trở ra. Trước sự ngại ngùng của ông hai đấu, Ngài nghiêm nghị dạy. Trước mặt tôi
Việc tôi không đồng ý mà ông vẫn cố làm như vậy. Khi không có mặt tôi á, thì ông còn bướng bỉnh tới cỡ nào nữa. Ngừng một lúc, Đức Thầy Từ Bi chỉ yếu điểm trong giáo lý Phật Đà, nhất là phương pháp hành đạo. Thời Hạ Nguyên, ma quỷ lộng hành, chúng hay á dị xưng Phật, xưng Thầy. Họ giả danh Thầy hoặc xưng Thần Thánh, mà nhiễu hại thế gian. Ráng hành y theo tôn chỉ, sao sẽ gặp lại Thầy? Nghe được lời dạy của Đức Tôn Sư kính yêu, tôi như được uống nước cam lồ. Lúc sau chúng tôi bước ra, thấy Đức Thầy đang xem anh em rửa xe. Chúng tôi trình ra về. Ngài cũng đứng như tư thế nghiêm trang lúc đầu, đáp lễ như lúc mới vô. Những lời cảnh tỉnh của Ngài, cho dù thời gian bao lâu, vẫn còn nguyên giá trị trong tôi. Quy y thì khá hành y, bởi Đức Thầy dạy khá tỏ tường. Chỉ thờ lại Đức Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ lúc còn sống và các vị anh hùng cứu quốc. Với những kẻ khác nên bỏ hẳn sự lại lục người sống, cho đến khi Thầy mình cũng vậy, chỉ xá thôi là hành lễ. Và ngoài sự thờ Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những vị anh hùng của đất nước, không nên thờ vị tà thần nào mà mình không rõ căn tích. Trích trong Thờ Phượng, theo lời kể ông Bùi Tấn Triển. Chú thích: ông Bùi Tấn Triển, tức Sáu Triển, sinh ngày rằm tháng giêng năm Giáp Tý, 18 tháng 12 năm 1924, hiệu Thiện Hạnh, nguyên quán làng Tân An, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, Đồng Tháp. Quy y vào đạo năm Canh Thìn 1940, sống độc thân, thủ khoa khóa Lê Văn Hai tại Bửa Sơn Tự, chùa Ghe, Kiến An, Chợ Mới, An Giang. Ngày 2 tháng 9 năm Đinh Mùi 1967, trước 330 khóa sinh, đuốc từ bi số 30. Có thể tóm tắt cuộc đời hành đạo của bác Sáu, một tín đồ Phật giáo hòa hảo chuyên tu. Trước tạ thế 3 ngày, Úc Chân đến thăm. Thế mà hôm sau bác cho người mời lên có lời tâm sự. Vừa tới, anh Trơn nói: bộ chú muốn trú trăng hay sao mà cho gọi gấp vậy? Không có gì, nhưng nếu không nói, sao sẽ không còn dịp nói với cháu. Trong 3 ngày tới, cháu đừng đi đâu nghe. Bộ chú không sống nữa sao mà nói lạ vậy? Đây là ý tôi muốn gặp cháu. Một, nếu chú tạ thế thì nên làm đám cho gọn hơn chú Bảy. Chú Bảy ưởng là không đọc điếu văn. Hai, một năm rưỡi qua, lúc chú bệnh, cháu có lời khuyên: bệnh hoạn nên tịnh dưỡng, sao cứ chụm lửa hoài? Nay trả lời luôn, đó là chú tu ngay cái lò lửa này đó. Úc Chân lẹ miệng hỏi: khi sắp về Phật, chú có cần nhờ đồng đạo tới hộ niệm hay không? Thôi, phần này khỏi phải làm phiền huynh đệ, chú tự niệm được rồi. Quả thật 3 ngày sau chú tạ thế, 9 giờ 15 ngày 9 tháng 9 năm Tân Mão 2011, thọ 88 tuổi. Anh Nguyễn Văn Chơn, tức Úc Chơn, kể trực tiếp với tác giả ngay tuần thất thứ 3, 21 ngày của bác. Bửu Sơn Tự, chùa Ghe Sáo là di tích lịch sử Bửu Sơn Kỳ Hương. Xưa, Đức Cố Quản Trần Văn Thành thường ở trên chiếc ghe độc mộc có 6 bổ chèo, sau để lại cho cậu hai nhà láng Trần Văn Nhu. Xác nhận rõ 10 điều khuyến tu không phải do Đức Phật Thầy Tây An, mà xuất xứ do Hội Bồ Đề Đạo Tràng Châu Đốc xuất bản năm 1958, gồm 22 trang, trích từ trang 18 đến 20 trong quyển Sấm Giảng Trung Giang của Chưởng Quản Thiên Khai Huỳnh Đạo ghi. Giáng bút là Tây An Cư Sĩ, tức Phật Thầy Tây An, và quyển Thánh Giáo Chân Truyền 2 trang 114 của Cao Đài Giáo cũng ghi xuống cơ bút Tây An Cư Sĩ. Thank you.
Mẫu chuyện tiếp theo, Tiểu Thừa hay Đại Thừa? Năm 1945, Đức Thầy ngụ tại căn nhà số 148 đường Lô Phe, Nguyễn Công Trứ, Sài Gòn. Một hôm, nhân lúc rỗi rảnh, anh em tín đồ trao đổi nhiều việc, một người hỏi: "Tôi nghe mấy ông sư nói, người xuất gia là hạng tu Đại Thừa, rất mau giải thoát hơn người tại gia cư sĩ. Vì người cư sĩ còn mang nặng nợ đời hay gây nghiệp, không biết anh em nghĩ thế nào?" Đức Thầy từ trên lầu bước xuống, tôi liền vòng tay hỏi: "Bạch Thầy, Thầy dạy tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tu theo hạnh Tiểu Thừa hay Đại Thừa?" "Nói chung, hạng xuất gia chuyên tu, tu Phật là người dốc chí tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi sanh tử. Tuy nhiên, vì thọ nhận ân đàn na tính thí, nếu không đắc quả, họ phải trở lại để đền trả ân đã thọ. Nếu lợi dụng, phải đọa mang long đội sừng. Đây là hạng tu Tiểu Thừa. Còn Thầy dạy tín đồ tu theo hạnh Đại Thừa, hành Bồ Tát Đạo, vừa lo sinh hoạt đời thường, phải đối nhân xử thế, còn phải tích cực lo làm ăn chân chánh, tạo ra nhiều của cải để giúp đời, vừa lo tu hành trao sửa thân tâm để tấn bước trên đường giải thoát." Tức là không nặng nợ đàn na. Chúng tôi hoan hỷ khi vừa nhận được ý nghĩa quý báu theo lời kể của ông Lâm Thơ Cưu, Mỹ Hội Đông. Chú giảng: "Thừa là tải chuyên chở, Tiểu Thừa xe nai chở một người, tức là Thinh Văn Thừa. Trung Thừa xe dê chở vài người, tức là Duyên Giác Thừa. Đại Thừa chở nhiều người, tức là Bồ Tát Thừa, Phật Thừa." Kinh Phật có bài kệ: "Thập phương nhất lạp mễ, như đại tu di sơn, thực liễu bất tu đạo, phi mau đái giác quần." Tạm dịch: thực phẩm tính thí mười phương, xét ra trọng lượng sánh dường tu di, thọ dụng chẳng hành trì đắc đạo, đọa thú cầm nghiệp báo phải đền. Cùng một ý này, một sa môn diễn dịch: "Xét trong một miếng ăn này, bao nhiêu công khó nhọc đắng cay của người, ăn không có ích cho đời, nợ này không dễ ai người trả dai." Thích Trí Hải: "Xưa có một sa di theo hầu vị đại đức, xuống dòng suối giặt chiếc áo cà sa, nhưng nhận hoài không chìm. Thấy lạ, chú sa di nghĩ cách lấy bốn cục đá to để bốn góc, áo cũng không chìm, nên về tịnh xá hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, sao tấm áo cà sa con đem giặt nhận hoài vẫn không chìm, kể cả khi con lấy bốn cục đá đè lên bốn góc?" "Con hãy lấy bốn hộp cơm để bốn góc, tất nó sẽ chìm ngay." Chú sa di y lời Phật dạy, quả không sai. Đức Phật lại dạy: "Cục đá tuy nặng, nhưng không nặng hơn hộp cơm của đàn na tính thí. Người xuất gia thọ nhận sự cúng dường của tín chúng, nếu không chuyên tu hành cho mau chứng quả, phải mang long đổi sừng, chưa hẳn đền trả nổi." Các người mang thân tướng xuất gia ham thọ dụng lợi dưỡng, hãy cần lưu ý. Mẫu chuyện tiếp theo, Hạ Thừa, Thượng Thừa. Ngày 21 và 22 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy tới nhà ông cả Mười, Lâm Tuấn Dĩ, làng Mỹ Hội Đông, chợ mới Long Xuyên, thuyết pháp. Hôm ấy có nhiều nhà trí thức, các cụ túc nho, ông Nguyễn Thanh Tân, thầy Tám Đăng, ông Chính Diệm, Nguyễn Kỳ Trân ở lớp Dọ Lên và đông đảo thính chúng. Sau buổi thuyết pháp, mọi người hoan hỷ ra về, còn một ít người nấn ná ở lại để hỏi thêm đạo đức và sự tu hành. "Thưa Thầy, hiện ở núi Cấm có hai nhà tu, một nhà sư và một ông đạo. Mỗi người đều có chùa riêng và số đệ tử theo cung phụng vật chất đầy đủ.
Do tranh giành ảnh hưởng, họ tị hiềm bêu xấu nhau, kể cả dùng võ lực thanh toán. Vậy chẳng biết họ tu theo trường phái nào, cấp tu nào, nhờ thầy chỉ dạy. Đức thầy Từ Tốn cho biết: họ tu theo hạ thừa, trường phái cá nhân ích kỷ. Còn thầy dạy chúng tôi tu hạnh nào? Thầy dạy các ông tu hạnh đại thừa, học Phật, tu nhân. Một người khác hỏi: thế nào là hạ thừa, sao là thượng thừa, nhờ thầy dạy. Phần đông lòng còn mưu lợi dưỡng riêng mình, người ta mượn phương tiện xây cất chùa am cho là công tác Phật sự để hướng dẫn tín chúng, nhưng có ý ích kỷ, thu nhận tài vật của tín chúng cúng dường, lợi dưỡng bỏ túi riêng, đây là hạng tu tiểu thừa. Còn vì lòng vị tha từ bi bác ái, vừa lo tu cho mình, vừa độ chúng sinh, vừa xả thân giúp đời, không màng vật chất thế gian, vừa sốt sắng lo làm ăn, tạo cuộc sống hòa hảo với nhân sanh, ổn định xã hội, trợ giúp bá tánh, cả vật chất, tinh thần, lo đạo nghĩa, quyết trao sửa thân tâm, dồi mài trí tuệ, để cùng tu, đây là hạng tu đại thừa. Mọi người nhận ra tinh thần cao siêu của Phật giáo nên lấy làm cảm kính. Ông Lâm Văn Trung: bậc này trên báo tứ trọng ân, dưới tế độ chúng sanh thoát tam đồ khổ. Kinh Đại Thừa Tâm Địa Quán. Đức thầy cho biết: mong tiên kiều thâu đến tòng lâm, cùng thiện tín ba gia hưởng ứng. Muốn Phật giáo từ đây bền vững, đừng riêng lo lợi dưỡng một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh, cả vật chất tinh thần lo đạo. Chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuỗi hộp lè người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười, tội lỗi ấy luật nào dung thứ. Tu còn ham chai to đám bự, đặng thế gian dưng cung bạc tiền, dối rằng lo tu bổ chùa chiền, mà làm của xài riêng cho thỏa. Bảo làm sao dân không sa ngã, nghe lời rù tông nọ phai kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật. Trọng bá tánh sầu thành chất ngất, mãi nghi nan chẳng biết đàn nào, lòng mến yêu chẳng nể công lao, mượn bút mực đôi lời trần thuyết, tùy thiện tin hiểu ta giả thiệt, làm hay không chẳng dám ép nài. Khuyến thiện. Chú giảng: tiểu thừa, hạ thừa, độ hạng hạ căn, thinh văn thừa. Trung thừa, độ hạng trung căn, tiến tu đến quả vị duyên giác. Đại thừa, thượng thừa, độ hạng thượng căn, thượng trí, tu đến quả đẳng giác, Bồ Tát, Phật. Để minh chứng cụ thể vấn đề này, chúng ta tìm hiểu về ngũ thời pháp của Phật Tổ Thích Ca. Theo trí giả đại sư phái Thiền Tai Tông, sở dĩ giáo lý Đức Phật có nhiều chỗ sai khác giữa tiểu và đại thừa là do Đức Phật tùy căn cơ chúng sanh mà nói pháp, tức tùy bệnh cho thuốc. Sau đây là năm thời hoằng pháp trong 49 năm truyền giáo của Phật Tổ. 1. Thời Hoa Nghiêm, 21 ngày. Sau khi chứng đắc chánh đẳng, chánh giác, Đức Phật nói pháp suốt 21 ngày, chỉ có các thiên thần xuống nghe nổi mà thôi. Ngài nhìn ao sen, thấy có loại cao thấp, nên các thời pháp kế tiếp có sự thay đổi. 2. Thời A Hàm, 12 năm, giảng về đạo cứu khổ và diệt khổ, tứ đế và 12 nhân duyên, rồng tiểu thừa, vũ trụ vạn tượng có. 3. Thời Phương Đẳng, 8 năm, giảng về giáo lý đại thừa, các bộ kinh Duy Ma Cật
đại tập. Công tác truyền giáo ngày phát triển rộng, các phái ngoại đạo mất dần ảnh hưởng nên đố kỵ công kích, buộc phải chứng minh biện luận làm sáng tỏ chân lý của đạo Phật. Thế nên pha trộn các giáo điều luân lý, cả tư tưởng tiểu thừa và đại thừa. Bấy giờ Phật nói: vạn hữu luận vũ trụ, khi có khi không. 4. Thời Bát Nhã 22 năm. Đạo Phật phát triển rộng khắp, các học phái ngoại đạo tranh luận gay gắt, nên Phật thuyết cho các đệ tử siêu đẳng về không luận của quyền đại thừa, những nguyên lý về vũ trụ, vạn cảnh giai không. 5. Thời Pháp Hoa, diệu pháp liên hoa, 8 năm chót, đến khi Phật Tổ nhập Niết Bàn. Thời kỳ này, Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết Bàn ra đời. Tinh hoa Phật học ngày càng thắng thế và cực thịnh. Các học phái Phật giáo do các đại đệ tử ngày càng trưởng thành. Vì vậy Phật Tổ giảng giải sâu hơn về Bồ Tát Thừa để tiến lên Phật Thừa. Bấy giờ vũ trụ vạn hữu luận đến chẳng có cũng chẳng không, mà vẫn có cũng vẫn không, nghĩa là về thuyết trung đạo, thực đại thừa. Theo lời Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, Phật học tinh hoa. Mẫu chuyện tiếp theo: Phật giáo hòa hảo có tam thừa. Tôi Việt Kiều ở Vĩnh Lợi, tỉnh Tà Keo, Cao Miên, Campuchia, chuyên bán thuốc bùi viên, về ở bài bài xã Vĩnh Quân, trên bờ kinh Vĩnh Tế, Châu Đốc. Thường tới lui chợ Châu Đốc bán thuốc và có quen một ông đạo có cái am ở núi Sam. Có điều lạ là ông rất lập dị, không tắm rửa. Cả hai sống chung bên nhau. Sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, cậu Tư Hòa Hảo ra đời, nên tôi tìm xuống Hòa Hảo nghe pháp và xin thọ giáo quy y. Ngày nọ ngồi uống trà, ông ấy hỏi: trong đạo Phật có tam thừa, tiểu, trung và đại thừa, còn Phật giáo Hòa Hảo thầy ông dạy tín đồ thừa nào? Tôi chưa được rõ, có dịp tôi và ông đến hỏi đức thầy. Vấn đề này khiến tôi canh cánh bên lòng khá lâu. Rồi dịp mai cũng đến, tháng 5 năm 1945, đức thầy về đài tại nhà bàn Tịnh Biên. Được tin này tôi vô cùng phấn khởi, nên rủ ông đạo cùng đi nghe pháp. Nhân tiện hỏi việc này luôn: trong buổi khuyến nông, đức thầy kêu gọi đồng bào gia tăng sản xuất hầu có cứu nạn đói đang xảy ra trầm trọng ở miền Bắc Việt Nam. Sau đó ngài giảng giải đạo lý. Bất ngờ ngài nhìn thẳng nơi hai chúng tôi đang đứng, tự nhiên nói: đạo Phật giáo Hòa Hảo tôi khai mở có đủ tam thừa. Một là người được tôi trị lành bệnh, cảm ơn đức xin quy y, là hàng tiểu thừa. Hai, người trực tiếp nghe tôi nói pháp, nhận thức chân lý tu hành, là hạng trung thừa. Ba, còn hạng người tuy không gặp tôi mà gặp được giáo lý của tôi dạy, chịu nghiền ngẫm rồi phát nguyện quy y tu hành theo đúng tôn chỉ, là hạng đại thừa. Đồng thời đức thầy dạy thêm: người tu hành cần ăn ở có vệ sinh, sạch sẽ cả trong lẫn ngoài, từ thể xác đến tinh thần. Các đấng thiêng liêng như chư thần, thánh, tiên, Phật không thể nào gần gũi những thể xác nhớp nhơ. Nghe tới đây ông đạo giật mình và nhận được sự sai lầm trong lối tu khổ hạnh có sự lập dị của mình. Còn tôi vô cùng mừng rỡ vì đã giải tỏa điều thắc mắc lâu nay, nên thường kể lại cho đồng đạo nghe tại chùa Vĩnh Phước, xã Phú Vĩnh, Tân Châu, Châu Đốc. Trong đó có niên độ tôn giả Đại Ca Diếp dần dần già yếu, thế mà đối với nếp sống khổ tu càng từng trải, ông càng nhận chân thêm nhiều. Có một lần Đức Phật cũng không nỡ thấy ông đem tuổi tác suy lão sống trong nắng lạnh gió mưa, muốn khuyên ông ngừng tu khổ hạnh
Vì vậy, lúc Đức Phật trụ tại giảng đường Lộc Mẫu, Ngài cho triệu kiến Đại Ca Diếp. Đại Ca Diếp mang đắp y Phá Nạp, râu tóc ra thật dài, đủng đỉnh đi vào. Các tỳ khưu mới quy y nơi ấy đều không nhận ra ông là Đại Ca Diếp. Trông thấy hình tướng dung nghi không đoan chính của ông, đều nhìn với ánh mắt khinh thị, thậm chí có người muốn trở tới ngăn chặn ông, không cho đi đến gần nơi Đức Phật. Đức Phật đoán biết tâm ý đại chúng, Ngài dễ gọi từ đằng xa. Đại Ca Diếp, ông đến đấy à? Ta chừa phân nửa chỗ ngồi đây, ông hãy mau đến ngồi vào. Các tỳ khưu nghe lời Đức Phật nói thế, ngạc nhiên kêu lên, nghĩ không ra vị lão tỳ khưu này sao lại là tôn giả Đại Ca Diếp, đại danh dòi dòi. Đại Ca Diếp đến trước Phật đảnh lễ xong, lùi lại mấy bước thưa rằng: Bạch Thế Tôn, tôi là đệ tử thấp mọn của Ngài, thật chẳng dám ngồi nơi tọa vị mà Đức Phật đã dành cho. Bây giờ Đức Phật hướng về đại chúng, nói rõ về quy đức quảng đại vô biên của Đại Ca Diếp. Ngài còn bảo ông có lịch trình tu hành tương đương như Đức Phật. Kiếp này như không gặp được Đức Phật, ông cũng có thể giác ngộ, chứng đắc quả vị độc giác A-la-hán. Do sự thật này, có thể hiểu Đức Phật trọng thị tôn giả Đại Ca Diếp thế nào, thậm chí Ngài đãi ông như khách, hiển thị địa vị trọng yếu của ông trong giáo đoàn. Đức Phật bảo cùng ông không nên tiếp tục khổ hành, cởi ra bộ y thô xấu nặng nề, mặc vào bộ y nhẹ nhàng của tín chúng đã cúng dường, lo an tĩnh dưỡng lão, chớ nên lao nhọc quá độ. Mặc dù được sự ủy lạo cao thâm của Đức Phật như thế, ông cũng không khấn chịu, biến cải khổ hạnh đầu đà. Ông thưa bạch cùng Đức Phật: Bạch Thế Tôn, đầu đà khổ hạnh nơi tôi, thật chẳng lấy gì làm khổ, trái lại còn cảm thấy rất vui sướng. Tôi không buồn lo vì y phục, không ưu sầu vì sự ăn uống, chẳng còn màng sự đắc thất của nhân gian, mà chỉ suy tưởng đến sự thanh tịnh, tự do, giải thoát. Đương nhiên, có người bảo lối sống đó của tôi quá thiên trọng về tư lợi, như tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, Ca Chiên Viên. Các ông gánh vác nhiệm vụ tuyên dương thay Đức Phật, không sợ trở nạn, không tiếc sát thân, chuyển đẩy bánh xe chân lý cho chúng sanh được phổ triêm pháp vị, đồng đạt được nguồn pháp lạc. Tuy tôi không dự phần vào nhiệt tình vị nhân vị pháp ấy, nhưng tôi không vong niệm ân đức mà Phật ban cho, cũng vì việc báo đáp ân huệ của Phật, tôi mới sống đời sống khổ hạnh. Bởi chúng sanh muốn được cứu độ, toàn cậy vào sự hoằng pháp của tăng đoàn. Người hoằng pháp truyền đạo trong tăng đoàn là pháp sư dạy bảo thân cận của nhân dân. Tất tự thân ông phải khá kiện toàn mới đảm đương được công tác hoằng pháp. Bổn thân tăng đoàn thế nào mới được kiện toàn? Đương nhiên, chỉ có sống trong đời sống tịnh hạnh nghiêm cẩn để bồi dưỡng đức hạnh của mình. Môn hạnh đầu đà trong giáo pháp Đức Phật lại là một phương thức sinh hoạt rất nghiêm tịnh. Tập quen sống trong nếp sống này được, mới ăn uống kham khổ được, mới nhẫn nại được, mới có thể cam chịu trong đạm bạc mà nhất tâm nhất đức, vì pháp, vì người. Bạch Thế Tôn, vì sự trực tiếp củng cố tăng đoàn, gián tiếp làm lợi ích chúng sanh, tôi vui nguyện không xả bỏ khổ hạnh, cúi xin Đức Phật lượng xét cho sự chấp thủ này của đệ tử. Đức Phật nghe xong vô cùng hoan hỷ, Ngài nhìn Đại Ca Diếp, rồi lại nhìn về chư tỳ khưu bảo: Này các tỳ khưu, thật tốt đẹp biết bao. Chư tỳ khưu các ông có nghe đến lời của trưởng lão Đại Ca Diếp hay chăng? Trong tương lai, chánh pháp của Phật bị hủy diệt,
không tại nơi sự phá hoại của thiên ma ngoại đạo, mà là tại sự hữu hóa và tan dở của tăng đoàn. Lời của Đại Ca Diếp thật chí lý, muốn hoằng dương Phật Pháp, đem ánh sáng chân lý phổ chiếu khắp nhân gian, ta cần củng cố tăng đoàn trước tiên. Muốn củng cố tăng đoàn, tất phải sống qua nếp sống nghiêm tịnh. Chánh pháp của ta như tôn giả Đại Ca Diếp mới có thể phụ trách trụ trì được. Này Đại Ca Diếp, cứ tiếp tục tu hành, ta không cưỡng ép ông. Ông có thể thực hành theo ý nguyện của mình. Muốn nói chuyện cùng ta, tùy lúc đều có thể đến gặp ta được. Đức Phật cùng Đại Ca Diếp, người tuy hai mà tâm có một, thầy và đệ tử như hai loại bình chứa, chứa cùng một thứ nước, không chút ngưng trệ mà hỗ tương nhau lưu động. Đức Phật tiếp tôn giả như khách, như thân hữu, nhưng tôn giả không quên lấy lễ độ sư đệ mà đối đãi với Đức Phật. Giữa hai người tràn ngập tình nghĩa thầy trò ôn hòa ấm áp. Chúng ta mỗi khi nói đến Đức Phật hoặc La Hán, mọi người đều tự nhiên mà tưởng tượng rằng các ngài lạnh nhạt đồng như cây khô đá lạnh, đối với nhân gian chẳng có chút nhân tình. Kỳ thật chẳng phải thế. Đức Phật hoặc La Hán đem nhân tình ô uế dùng đồ lọc lược lại, mối tình cao ái thượng tự nhiên lưu lộ trong ấy. Thứ tình ái ấy Phật giáo gọi là từ bi. Mầm rễ từ bi ấy chịu lệ thuộc trong thân cây trí huệ, hút dẫn chúng sanh cũng như một chất từ thạch, khiến chúng sanh sớm chiều tiếp xúc đến thứ nhân cách cao thượng ấp áp ấy sẽ làm cải thiện được tập khí của chính mình. Trong khu rừng nhiệt đới tùm rậm rạp, cánh hoa màu hồng của cây sa la thịnh khai. Hơn nữa là trong khung trời hạ, những buổi tối, dần trăng trong sáng chiếu soi nguồn sáng, lấp lánh trên đầu cây ngọn cỏ. Trong chốn tịch tỉnh nhàn không ấy, Đại Ca Diếp lại tu hành 10 năm, dường thể một ngày. Phong thái cao vời thánh thiện ấy của ông như còn phượng phất trước mắt ta. Kế thừa y bát của Đức Phật. Tuế nguyệt dục qua như lửa nhoáng, chớp văn, ứng thân của Đức Phật đã mãn duyên quá độ thế gian. Vào năm Đức Phật 80 tuổi đã truyền ra tin tức là Ngài sắp nhập Niết Bàn. Trong năm Đức Phật nhập Niết Bàn, trước đó là một kiền liên đã dị pháp tủng nạn, rồi sau xá lợi Phất lại trở về cố hương nhập diệt. Giờ đây Đức Phật sắp nhập Niết Bàn nữa. Trong giáo đoàn đến đâu cũng đều như văng văng mây sầu khói thảm, vì sự lưu truyền chánh pháp cùng sự lãnh đạo tăng đoàn, Đức Phật đã chú ý đến sự tuyển chọn người thừa kế. Hiện trong tăng đoàn, tôn giả Đại Ca Diếp lão niên và tôn giả A Nan Đà thanh niên, hai người được công nhận là nhân vật rất thích hợp để kế thừa Đức Phật. Nhưng tôn giả Đại Ca Diếp nơi pháp hội Linh Sơn niêm qua di tiếu được phó chúc chánh pháp Nhãn Tàng đã có nơi đến trong điển tích tối sơ của Thiền Tông. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na Ca La, Đại Ca Diếp đang lãnh đạo 500 tỳ khưu giáo hóa tại nước Đạt Xoa Na Kỳ ở Bắc Phương. Sau khi hay được tin tức, ông thương tâm vô cùng, hướng dẫn chúng tỳ khưu nương sao đêm đến thành Câu Thi Na Ca La trong khối u sầu câm lặng, trong tiếng gieo mình đập mẩy khóc than thống thiết. Thế nhưng trong hàng tỳ khưu có Bạc Nan Đà là một trong lục quần tỳ khưu lại rất vui mừng bảo: các ông hà tất phải thương tâm như vậy?
Đức Phật nhập Niết Bàn xong, chúng ta mới có thể tự do. Lời nói của ông lão ấy còn tại thế sẽ câu thúc chúng ta, sẽ quản lý chúng ta. Ông thường thường bảo chúng ta là thứ bất hảo. Việc ấy lại nhảy thật khó chịu, thật là phiền phức bực bội. Giờ đây ông ta đã nhập Niết Bàn xong, đúng là chúng ta có thể nhẹ bổng rồi. Không chờ đợi đến sự trách tội của Đại Ca Diếp, có một tỳ khưu phóng tới toan đánh Bạc Năng Đà. Đại Ca Diếp lẹ làng ngăn cản lại, rồi khẩn thiết bảo: Đức Phật, hiện đã nhập Niết Bàn, chúng nhân vì lo mất đi chỗ nương tựa mà thương cảm. Ông quá ngu si, tại sao lại lấy đó làm vui? Kỳ thật, tôn giả cũng muốn đánh ông một cái mới vừa. Tuy Đại Ca Diếp là bậc thánh, lúc này cũng không khỏi khiến lòng ông rối rắm như tơ. Có lúc ông cần phải như một từ phụ giáo huấn cháu con bất tiếu, vì ông thuyết giáo với sắc diện và ngôn từ trầm thống. Có lúc như vị nghiêm sư đối xử với đệ tử, uy đức ông đe dọa đến mọi người không dám lại gần. Có lúc ông lại nghĩ đến việc kiết tập pháp tàng, nên triệu tập những người nào tham gia, người nào thuyết kinh, người nào trì luật, ông đều cần khảo lự qua. Ông muốn dùng thái độ trưởng lão đầu đoàn mà lo toan đến tiền đồ của đạo pháp. Tất cả làm tâm trí Đại Ca Diếp rất nặng nề. Bây giờ Kim Quang Đức Phật đặt trong Thiên Quang Tự, chư đệ tử có nhóm dây quanh ảm đạm khóc thương, có nhóm ở phía trên chăm rót thật nhiều chất dầu có mùi thơm vào. Mấy lần khiêu lửa trà tì, củi đều không bắt cháy. 7 ngày sau, khi Đại Ca Diếp về đến, trong Kim Quang Đức Phật duỗi chân ló ra ngoài, tôn giả không nén nổi bi lụy bật khóc lên. Ông chắp tay đảnh lễ bạch rằng: Bạch Đức Phật từ bi, bậc cứu chủ vĩ đại, xin Ngài yên lòng, chúng con nguyện sẽ y chiếu theo bước chân Ngài mà tiến lên. Đại Ca Diếp nói xong, chân Đức Phật thu vào trong kim quang, rồi giữa tiếng gào khóc của chư đệ tử, Đức Phật dùng tam muội chân quả tự đốt lửa trà tì. Từ đây, trách nhiệm lưu truyền đại pháp sẽ do tôn giả Đại Ca Diếp thừa tiếp đảm đương rồi vậy. Kiết tập tam tạng thánh điện. 90 ngày sau, khi Đức Phật diệt độ, nghi thức lễ kiết tập pháp tạng bắt đầu. Thoạt tiên, vì sự tuyển chọn trường sở kết tập mà Đại Ca Diếp phải mất hơn một lần khổ tâm xét nét. Trúc Lâm Tịnh Xá, Kỳ Viên Tịnh Xá đều quá rộng rãi, lại thêm các nơi ấy có quá nhiều tỳ khưu chưa chứng quả ly dục cư trụ. Sau cùng, ông tuyển định một thạch thất rất lớn trong rừng Đại Trúc ở phía đông nam Dương Xá Thành. Thạch thất ấy là Tất Ba La Viên. Trong thạch thất rộng rãi, nơi một khu rừng tịch tĩnh, đúng là một nơi ngoại trần trong chốn ngoại trần. 500 vị thánh đệ tử A-la-hán, công cử tôn giả Đại Ca Diếp, A-nan-đà, A-na-luật, U-ba-li, Phú-lô-na, vân vân làm thượng thủ. Nhưng tôn giả Đại Ca Diếp lại dùng tư cách thủ tọa trước đại chúng kể ra 6 tội của A-nan-đà, quở trách ông còn chưa chứng đắc thánh quả. Mỗi một tội đều hạ một thẻ đếm, sự uy nghiêm đó giống như Đức Phật. A Nan Đà là bậc được sùng kính tựa một vị thiên tử. Đối trước Đại Ca Diếp, ông chẳng dám phản kháng, chỉ biết cúi đầu nhận chịu lỗi lầm. Từ Đức Phật diệt độ, giữa rất đông thánh đệ tử, Đại Ca Diếp có tài thống lý được đại chúng, không để giáo đoàn lộng hành chia 5 xẻ 7. Mỗi một việc đó cũng có thể thấy rằng sau khi Đức Phật Niết Bàn, tiếng tâm và quyền quy âm thật trọng yếu vững vàng như bàn thạch. Đang lúc Phật tại thế,
khi hai vị đại đệ tử Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên anh tài sáng chói như tay chân của Phật, hoạt động tích cực trong lẫn ngoài giáo đoàn, thì Đại Ca Diếp tu hành lặng lẽ. Dù có một hoạt động nào đều rất là hữu hạn, nhưng đến khi Đức Phật và hai vị đại đệ tử ấy nhập Niết Bàn, có thể nói là đến khi nước cạn thì đá bài, Đại Ca Diếp hiển nhiên phải gánh vác việc lãnh đạo giáo đoàn. Do đó có thể thấy ra sức tu dưỡng cao thâm và sự độ lượng xa vời của ông. Quan niệm của tôn giả là bảo thủ. Ông không giống tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên có nhiều tinh thần tích cực tiến thủ. Phật giáo ngày nay, nhóm người thiên nặng về lối tu ẩn dật, bảo thủ, khổ hạnh là chịu ảnh hưởng rất lớn nơi Đại Ca Diếp. Lịch sử xác thực ấy khó mà phủ nhận được. Chẳng qua Đại Ca Diếp tuy không khiến sống cả ba đào bình lặng, nhưng bất luận nỗi khó khăn nào trói buộc ông đều có thể an nhiên kiên nhẫn mà lướt qua. Mang ánh sáng chân lý, Đức Phật như Thái Dương phổ chiếu khắp đại địa, lưu truyền đến tương lai vô cùng. Có đầy đủ nhân cách ấy, trong giáo đoàn đương thời thật không thể tuyển chọn người nào sánh cùng tôn giả một cách thích đương. Từ ngày kiết tập thứ hai trở đi, A Nan Đà tụng kinh, U Ba Ly tụng luật, Phú Lâu Na tụng phần luận nghị. Có thể nói lần đầu tiên kiết tập tam tạng, một sự nghiệp thần thánh vĩ đại cứ thuận lợi như thế đến khi hoàn thành. Chúng ta được thừa hưởng cam lồ pháp vũ của Đức Phật, được có pho thánh điển nhiều như đại hải. Chúng ta hãy nên vô vàn cảm tạ tôn giả Đại Ca Diếp vậy. Nguyện tương phùng nơi Long Hoa Tam Hội. Ước khoảng 20-30 năm sau khi kiết tập tam tạng, bỗng nhiên Đại Ca Diếp trở nên yếm thế. Ông nghĩ: Đức Phật làm bậc đại sư của ta, như cha mẹ thương con, đại ân của Ngài đối với ta rộng sâu dường như biển cả. Ta đã vì vị lai đem đại pháp lưu truyền, toàn báo đáp ân huệ Phật Đà trong muôn một. Hiện giờ ta đã trở thành lão hủ, thân thể cũng già nua xấu xí thế này, ai còn ưu ái nữa, chi bằng sớm vào Niết Bàn thì tốt hơn. Niên độ Đại Ca Diếp bấy giờ đã cao quá trăm tuổi, điều đó không có chi ngờ vực. Ông gấp rút đến chỗ A Nan Đà cư trú, chúc phúc pháp tạng, chọn A Nan Đà thừa kế. Sau đó ông phi thân lên hư không, đến nơi tám tháp của Phật, mỗi mỗi đều lễ bái cúng dường. Trở về Vương Xá Thành, ông tới cáo từ cùng vua A Xà Thế trước. Quan thủ vệ bảo vua còn đang ngủ, ông lại rời thành Vương Xá đi về Kê Túc Sơn, cách thành hơn 8 dặm đường về hướng Tây Nam. Núi có 3 ngọn đứng cao chót vót, làm thành hình dáng như chân con gà. Phần nửa núi trở lên là rừng cây tùm rậm rạp, nửa núi sắp xuống cỏ rợp dây leo phủ dày cùng khắp. Lúc tôn giả đến núi này, 3 ngọn núi nứt chia ra, tự nhiên tạo thành một thiền tòa cho ông. Ông liền lấy cỏ trải lên mà ngồi, rồi tự bảo rằng: Ta nay lấy sức thần thông ra bảo trì thân thể này, dùng mảnh thôi trùm che nó lại. Đợi đến 67 ức năm sau, Bồ Tát Di Lặc giáng sinh thành Phật, ta lại đến bái kiến, hiệp trợ cùng Ngài giáo hóa chúng sanh. Ông tự bảo xong, 3 ngọn núi Kê Túc ráp liền trở lại, ẩn giấu thân thể ông bên trong. Vua A Xà Thế hay tin tôn giả Đại Ca Diếp nhập diệt, bi thương không chi bằng, vội vàng đi tìm gặp tôn giả A Nan Đà, muốn ông cùng lên Kê Túc Sơn để xem sự thể ra sao.
Lúc tôn giả A Nan Đà và vua A Xà Thế đến Kê Túc Sơn, ba ngọn núi Kê Túc tự nhiên chẻ ra. Các ông nhìn thấy tôn giả Đại Ca Diếp nhập định đoan nhiên, trên thân phủ kính bởi hoa Mạn Đà La. Hai người cúng dường lễ bái lui ra xong, ngọn núi tự nhiên hiệp liền trở lại. Hai người đối nhìn trở vào khu rừng tịch tỉnh ấy. Như thế này, cho đến 67 ức năm sau, tôn giả Đại Ca Diếp trường kỳ bưng y bát của Phật bên trong núi, mãi đợi đến thời Di Lặc tôn Phật mới đem y bát ấy giao cho Ngài. Nhớ lại di ngôn ấy của Đại Ca Diếp, hai người cảm thấy khâm phục muôn phần. Câu chuyện mỹ lệ, huyền ảo, tạm lược tả như trên, trong rất nhiều kinh đều có ghi chép tương đồng. Từ trong đấy có thể nhìn ra nhân cách vĩ đại của Đại Ca Diếp, trải vạn kiếp mà không hư hoại. Có người bảo, tinh thần của vĩ nhân tiến nhập vào lòng tạo hóa, hòa vào chỗ chí ảo của đất trời, mà sinh mệnh cùng thời gian vô chung dài dặn đồng một thể. Nhìn từ sự tích của tôn giả Đại Ca Diếp, ta thấy sinh mệnh của tôn giả cố nhiên là vô cùng, vô tận, rồi giáo pháp của Đức Phật cũng được thuyết minh lưu truyền đến vô cùng, vô tận. Cuộc đời của tôn giả Đại Ca Diếp có nhiều sự rực rỡ, đẹp xinh. Ông từ đản sinh dưới cội cây đến đúc tượng người cầu hôn, từ sống 12 năm làm chồng trên danh nghĩa đến quy y Đức Phật bên tháp Đa Tự, xuất thân từ nhà đại phú hào mà cam nguyện tu tập khổ hành, niêm hoa vi tiếu nơi pháp hội Linh Sơn được thừa kế pháp thống của Phật Đà. Đối với việc chấp chưởng đại pháp, đến lúc dư trăm tuổi đều không một bước phóng túng. Phản đối A Nan Đà tham gia kiết tập kinh điển, nhưng đến lúc A Nan Đà khai ngộ chứng quả lại tự nguyện đem pháp thống truyền cho A Nan Đà thừa kế. Đấy thật là một cuộc đời của một nhân vật vĩ đại, xứng đáng cho chúng ta hoài niệm, xứng đáng cho chúng ta học đòi. Tôi viết đến đây, phong tư và đức tướng của tôn giả như xuất hiện phượng phất mông lung trước mắt tôi. Tôi nguyện cầu trong lâm hoa tam hội của Đức Di Lặc tôn Phật được đủ đầy vinh hạnh cùng tôn giả tương phùng, cho tôi được đến kính lễ tôn giả với niềm tôn kính sâu xa. Tôn giả A Nan Luật, thiên nhãn đệ nhất, tuổi thơ vô tư lự. Trong kinh A Di Đà ghi chép danh tự của 16 vị đại A La Hán, có một vị tên A Nậu Lâu Đà, người ấy vốn là tôn giả A Na Luật. A Na Luật sanh làm hậu duệ dòng Vương tộc, là em bà con với Đức Phật. Sau khi phụ thân Đức Phật là Tịnh Phạn Vương Thăng Hà, đại tướng Mahadam kế thừa vương vị, là anh ruột của A Na Luật. Thuở nhỏ, A Na Luật là một đứa bé thiên chân hoạt bát, lớn lên rất thông minh mẫn tiệp. Đối với các môn âm nhạc nghệ thuật, dường như có một thiên tài đặc biệt. Lúc ông mới 7-8 tuổi, trước đông người đã có thể xướng giọng hát ca, lại còn học được mấy nghệ thuật làm vui, khiến cho ai nấy đều tức cười. Thuở ấy, ông là đứa trẻ sống trong sự thương yêu vui thích của mọi người. A Na Luật thuở ấy cứ ăn no rồi lại chơi đùa chán thì lại đòi ăn, cứ vậy trọn ngày với cung nữ hoặc mấy cậu vương tôn công tử khác. Ngày xuân vui hoa nở, buổi hạ sống ở nơi mát mẻ, trời đông cũng vẫn được ấm áp. Ngày này qua ngày nọ, năm này những năm kia, thời gian vẫn như vậy trôi đi. Năm ấy, lúc ông còn 7 tuổi, thường vui thích đánh bạc ăn thua với người khác. Trong cung có sẵn bánh kẹo trái cây, đánh bạc thua thì ông lấy bánh mà chung nộp cho người. Trong một ngày, thường thua đến 5-6 lần,
Ông hay làm rủng với mẹ, đòi bánh đặng nộp cho người. Mẹ ông cũng nuông chiều, ít khi dạy răng ông. Có một hôm, ông đã thua hết 3 ván. Lần thứ 4, ông chạy lại mẹ đòi bánh, thì mẹ ông bảo đã hết rồi. Nhưng ông ngây thơ không hiểu đã hết rồi là ý nghĩa làm sao, nên ông làm âm làm ỉ đòi mẹ ông thứ bánh đã hết rồi ấy. Mẹ ông tức cười bảo không cho được, rồi cầm cái hộp không đưa lên cho ông xem, để ông biết là hôm nay bánh đã thực sự hết rồi. Ấy vậy mà lạ thay, có lẽ là do phúc khí của A Na Luật, lúc mẹ ông đem hộp bánh bật nắp ra thì trong hộp bánh lại đầy ắp những bánh. A Na Luật rất vui mừng, ông có được một hộp bánh tên là đã hết rồi vậy. Từ chuyện này về sau, mẹ ông không dám xem xử ông như là một đứa bé tầm thường nữa. Bà cho là thứ đã hết rồi mà ông có thể đòi hỏi đầy đủ lại được, thì nhất định phải là có một lai lịch phi phàm, tương lai chắc chắn sẽ có rất nhiều phúc báo to tát. A Na Luật tuy thông minh, nhưng vì được sinh dưỡng trong sự nuôi chiều êm ấm, nên đến lúc đã 15 tuổi đầu, đối với xã hội thế gian ngoài dương cung, ông vẫn không hiểu biết việc gì. Một lần, ông và Bạc Đề Kiếp Tần Đa cùng vui chơi ở một nơi, nhân bàn đến vấn đề gạo từ đâu mà có. Kiếp Tần Đa nói trước: gạo từ trong cái ản giúp gạo mà ra. Tôi đã thấy rõ cung nữ giúp gạo một lần rồi. Bạc Đề khoa khoa tay, tỏ ý nói rằng Kiếp Tần Đa nói không đúng. Ông lại bảo: gạo từ trong nồi mà ra, tôi có nhìn thấy cung nữ bới cơm từ trong nồi ra đây mà. A Na Luật nghe xong không tán thành lời của hai người. Ông nói dường như rất tự tin là mình đã thấu hiểu rõ ràng. Gạo từ trong cái bát đựng cơm bằng vàng ấy, mỗi lần chúng ta ăn hết cơm, cung nữ đều lấy thêm cơm trong cái bát vàng cho chúng ta ăn đó. Cách nói năng như thế, có thể thấy chúng được sinh làm dương tôn, nhưng nhận thức đối với xã hội còn quá ấu trĩ. Các tiểu dương ấy, tuy đối với xã hội ngây thơ không thông hiểu, nhưng về sự hưởng thọ vật chất, áo quần, nơi ăn, chốn ở, đều hào hoa cùng tột nhân gian, cơm dân tới miệng, nước hầu tới tai, chúng cứ sống một đời sống trẻ thơ, vô tư, vô lự như thế. Mấy vị dương tự đã hơn 10 tuổi, vì sao những việc thường thức ở đời lại cạn cợt dường ấy? Nguyên nhân là từ lúc Đức Phật du ngoạn 4 cửa thành, cảm thán sợ lo, nỗi khổ sanh lão bệnh tử, phát nguyện xuất gia học đạo. Cho nên về sau, trong dương cung quy định, các dương tử dương tôn thơ ấu không được đi du ngoạn ngoài cung di. Người sống mãi trong tháp ngà điện ngọc, dù là thông minh trí tuệ, cũng sẽ không nhận thức được việc thế gian một cách hoàn toàn. Nhiệt tâm mong cầu xuất gia. A Na Luật đã trưởng thành, giờ đường đường là một thanh niên, ông không còn là cậu bé ngây thơ thuở nào. Ông dần dần hiểu rõ được nhân sinh, nhận thức về cuộc đời. Thì ngay lúc ấy, Đức Phật thành đạo, về đến cố hương thành Ca Tỳ La thuyết pháp giáo hóa. Sức cảm hóa của Ngài thật mạnh mẽ. Không bao lâu, rất nhiều người trong dương tộc đều quy y Đức Phật, phủi tóc xuất gia. Đầu tiên, người sắp kế thừa dương vị là Nang Đà xuất gia, rồi sau La Hầu La lại làm Sa Di. Điều này đã làm chấn động mạnh trong hàng dương tôn công tử trẻ. Trước tình huống ấy, A Na Luật cũng lập chí muốn theo Đức Phật xuất gia. A Na Luật đi tìm anh là Mahanam trước. Ông bảo cùng Mahanam: này anh, Đức Phật vừa mới trở về, rất nhiều người trong dòng họ Thích chúng ta đều đã xuất gia rồi. Là một sa môn đem cam lồ pháp vũ của Phật truyền bá tứ phương, lối sống ấy thật có nhiều ý nghĩa.
Nang Đà đã rời người vợ yêu kiều Tôn Đà Lợi, đi vào tăng đoàn. La Hầu La nhỏ bé như vậy cũng giỏi giả xuất gia học đạo. Anh em chúng ta hai người như không có người nào xuất gia, thật khó nghĩ lắm. Này anh, ý anh thế nào? Vương tử Mahanam, một đại tướng quân anh dũng, đã vì quốc gia lập nên không ít chiến công. Nghe qua lời lẽ của A Na Luật, ông đáp rằng: lời em nói cũng giống như anh. Hai anh em chúng ta nhất định phải có một người xuất gia. Mới vừa rồi anh định tìm em để luận bàn. Từ ra về sau, em hãy hiếu dưỡng phụ mẫu để anh theo Phật xuất gia. A Na Luật lắc đầu không đồng ý lời anh nói. Ông bảo: anh không thể xuất gia được, quốc gia đang cần nơi anh. Tuy tôi cũng có ít võ nghệ, nhưng so cùng anh thì còn cách biệt rất xa. Xin anh thuận tình cho tôi xuất gia. Bản tính tôi rất hợp với đời sống tịch tỉnh nơi tăng đoàn. Giờ tôi muốn lánh chốn phồn hoa. Đối với tôi, lối sống theo ngũ dục nơi dương cung thật đã rất chán chường. Không đại được lý lẽ gây buộc em, người anh chỉ biết thừa nhận. Nhưng theo quy định của Đức Phật, xuất gia phải được sự cho phép của cha mẹ. A Na Luật liền đến bên cha mẹ khẩn khoản ai cầu, mong cha mẹ thuận lòng cho ông gia nhập tăng đoàn mang danh hiệu Tỳ Khương. Thế mà tình cha mẹ thương con quá đỗi thiết tha, mặc cho A Na Luật thỉnh cầu thế nào, cha mẹ ông đều chẳng khứng cho. A Na Luật ba lượt thỉnh cầu, cha mẹ ông đều cự tuyệt luôn ba lượt. Về sau, vì bởi chí nguyện xuất gia của A Na Luật quá kiên cố, như cha mẹ còn lời lẽ khước từ nữa, ông sẽ tuyệt thực mà chết. Cha mẹ ông không biết làm cách nào, bèn phương tiện bảo: còn bảo là thật muốn xuất gia thì hãy đến thương lượng cùng Dương Tử Bạc Đề, nhưng nó cũng nguyện ý xuất gia, ta sẽ chấp thuận cho con cuộc nó xuất gia một thế. Còn nếu nó không chịu thì con đừng hòng mong vọng nữa. Nói đến vấn đề khuyên Dương Tử Bạc Đề xuất gia, quả là một việc không thể được. Vì ai cũng đều biết, từ khi Nang Đà La Hầu La xuất gia rồi, vua Tịnh Phạn đã lập Bạc Đề làm Dương Tử. Ông cần phải thừa kế ngôi vị chủ tể nước Ca Tỳ La Vệ của Tịnh Phạn Dương, thì xuất gia thế nào được? Nhưng A Na Luật nghe cha mẹ bảo xong, không chút nản lòng, lại rất cao hứng đi tìm Dương Tử Bạc Đề, đem ý muốn mời ông cùng xuất gia làm đệ tử Phật. Nói ra xong, A Na Luật nhìn trân trân vào Dương Tử Bạc Đề, chờ ông trả lời. Về việc xả bỏ dục lạc vinh hoa phú quý ở nhân gian để gia nhập tăng đoàn làm tỳ khưu, Bạc Đề Dương Tử cảm thấy rất khó khăn. Thế nhưng đối với A Na Luật một lòng thân mật, ông lại không nỡ có ý chối từ hoàn toàn. Nghĩ ngợi suy tính một hồi lâu, rồi ông miễn cưỡng bảo: A Na Luật, xuất gia làm tỳ khưu không thể còn lưu luyến đến dục lạc thế gian. Niên kỷ chúng ta đều còn rất trẻ, thế làm sao có đủ sức làm nổi. Xin anh chờ đến 7 năm nữa, để chúng ta hưởng thụ thêm thú vui quan lạc ở thế gian, chừng ấy tôi sẽ theo anh đi xuất gia. Dương Tử Bạc Đề đã dùng lời êm dịu rõ ràng để tạ tuyệt, nhưng A Na Luật lại đôi ba phen thuyết minh rằng: xuất gia cũng rất là quan lạc, từ 7 năm giảm còn 1 năm, từ 1 năm giảm xuống 1 tháng, rồi từ 1 tháng lại giảm đến mức 7 ngày. A Na Luật thấy Bạc Đề Dương Tử đã dâng hứa 7 ngày sau cùng đi xuất gia, ông mới vui mừng hí hởn cáo từ cùng Bạc Đề trở về nhà. 7 ngày sau, hai người cùng A Nan, Đề Bà, Kiếp Tần Na, bà Nan Đề, hết thảy là 7 vị dương tử cùng nhau xa lìa gia đình, lại còn dẫn theo thợ cạo Ưu Ba Ly ra đi trong im lặng.
dõi theo con đường Đức Phật du hóa, đi đến rừng A Nâu thuộc ấp Di Na, cởi bỏ y phục dương tự, rồi bảo Ubali cạo sạch râu tóc bảy người. Cạo xong, bảy người mặc cà sa vào, rồi mới đến gặp Đức Phật. Đức Phật không thuận hứa cho các ông gia nhập vào tăng đoàn ngay. Ngài bảo các ông vào ở một nơi gian nhà trống, tiếp tục tĩnh tọa trong bảy ngày, để các ông quên mất đi danh phận dương tử tôn vinh của mình, rồi sau mới chuẩn chấp cho các ông xuất gia vào tăng đoàn. Cự tuyệt sự cầu hôn của thiếu nữ. A Na Luật sau ngày xuất gia, nghe giảng kinh pháp, cam sống đời đạm bạc, đối với lời thuyết giáo của Đức Phật đều rất hoan hỷ phụng hành. Tuy A Na Luật chưa được chứng quả, nhưng vì có sự chi phối khiển chuyển của nguồn pháp lạc, cũng vì muốn báo đáp ân huệ Đức Phật đã chuẩn hứa cho ông xuất gia, nên ông muốn làm một chuyến hành cước đến các nơi hoằng pháp. Đức Phật rất vui khuyến khích ông. Theo Đức Phật, các đệ tử nên có đầy nhiệt tâm hoằng pháp lợi sinh. Từ trong công tác hoằng pháp lợi sinh, khả dĩ trưởng dưỡng được tính tâm của riêng mình. Tính tâm có thăng hoa mới có thể khai ngộ chứng quả. Tỳ khưu trẻ tuổi A Na Luật có được nghi biểu trang nghiêm, phong thái ưu mỹ. Da dẻ ông như sắc vàng rồng, mũi ông tựa mỏ loài chim anh vũ. Bởi ông có tướng hảo đoan chính, nên trên đường hoằng hóa, có một lần gặp một thiếu nữ quyết theo đuổi ông. Hôm ấy, A Na Luật đang giữa đường từ Kỳ Viên Tịnh Xá đến nước Kiều Tát La. Dọc đường không một nơi cho tỳ khưu tá túc. Không biết tính sao, ông đành đi về phía nhà dân chúng tìm nơi trú ngụ. Chốn hương giả đã hoang vắng tiêu sơ, trong thôn trang cũng thớt thưa tẻ ngắt. Có một ngôi nhà, khuôn viên thật to rộng ngoài sức liệu đoán. Trong nhà hôm ấy lại vắng người, chỉ có một nàng thiếu nữ trẻ trung ở đấy. A Na Luật rất do dự. Một tỳ khưu nương ngủ nơi nhà chỉ có một thiếu nữ không hiểu là nên hay không. Bởi lúc đương thời, Đức Phật chế ra giới luật dường như chưa đề cập đến điểm này. A Na Luật nhìn sắc trời tối sẫm lại, mây đen phủ kín trên không, trời sắp đổ mưa. A Na Luật không còn biết sao hơn, đành vào xin trú đỡ. Lúc A Na Luật vào nhà không bao lâu, thì có một người lớn tuổi lỡ đường cũng xin vào tá túc. Thế nhưng thiếu nữ lại từ chối một cách vô lễ với người ấy. A Na Luật ý rất bất bình, trong tâm linh cảm có việc gì kỳ lạ. Đối với A Na Luật thì thiếu nữ rất ân cần, mời trà, mời nước, hỏi chuyện này nọ nguyên thiên. A Na Luật ngồi tĩnh tọa trong nhà, nhất tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mong cho trời mau sáng để kiếp lên đường. Nửa đêm, ánh đèn ảm đạm dần dần, trong không khí mông lung mờ ảo, có tiếng động vọng lại từ phía cửa. Nàng thiếu nữ chập tối đi đến bên giường A Na Luật, với giọng mềm dịu đa tình, nàng bảo: Chàng là một sa môn. Tôi biết có ý tưởng sai quý với một sa môn thì thật là tội lỗi. Song từ lúc nhìn thấy chàng, tôi lại không sao ngăn nén được tình yêu tha thiết với chàng. Xin chàng tin lời tôi không phải là hạng gái liễu ngõ qua tường. Gần đây có biết bao công tử tiến tâm đến cầu hôn tôi đều nhất quyết cự tuyệt. Nhưng khi đã nhìn đến dung mạo thanh tú, hành vi đoan chính của chàng, tôi thật chẳng sợ xấu hổ mà đem thân hiến dâng cho chàng. Xin chàng hãy ở đây, cứ ở luôn tại nhà này, cha mẹ tôi chắc chắn cũng vui mừng lắm. A Na Luật đã trưởng thành nên một trang anh tuấn, lại là bậc dương tử xuất gia. Ông không mấy kinh nghiệm với việc ứng phó trước tình yêu của các nàng con gái. Đang lúc ông chưa xuất gia,
đã có biết bao thiếu nữ trong dương tộc vây quanh ông cầu hôn với ông. A Na Luật tuy đẹp đẽ, nhưng đối với việc tình ái, ông xem như là một thứ trái đắng. Ông không cho tình dục là khoái lạc, mà ông nhận việc tu hành đạt được sự an ổn mới đúng thật là khoái lạc. Đang lúc thiếu nữ nung lên ngọn lửa ái tình nồng đượm, không dễ gì dập tắt ngay được, A Na Luật chỉ nhắm đôi mắt lại, không trông nhìn gì đến nàng, để nàng ta hổ thẹn mà rút lui. Thế nhưng thiếu nữ cho là A Na Luật đã thuận thụ. Nàng bước đến gần, vuốt ve vào tay A Na Luật. A Na Luật vẫn như ngọn núi cao, an nhiên bất động, cho đến khi thiếu nữ có cử chỉ ôm ấp ông, thì ông mới mở mắt ra quát đuổi. Này cô, sao cô không biết xấu hổ ạ? Giữa nam nữ còn không được cẩu thả đến thế. Hà huống tôi đây là tỳ khưu đã xuất gia, mà nàng đối với tôi thật chẳng còn chút lễ nghi chi cả. Việc ái tình nam nữ trên đời là căn nguyên của sự sinh tử thống khổ. Lắm điều thị phi phiền não trói buộc đều bởi ái tình mà ra. Giờ tôi xin nàng mau dập tắt ngọn lửa tình dục đang ngút cháy, và hãy khá quán xét lại lòng mình. Lời lẽ nghiêm chính của A Na Luật khiến thiếu nữ hổ thẹn gục đầu. Sau cùng nàng sanh tâm hối quá, yêu cầu A Na Luật tiếp dẫn quy y Đức Phật làm tín nữ tại gia. Nam nữ thu hút lẫn nhau, ấy là tập tánh của con người. Nhưng kẻ tu hành cần phải vượt lên trên phàm tánh mới có thể tiếp xúc được với Phật tánh. Từ việc ấy trở về sau, A Na Luật không còn đương trú nơi nhà người tại gia nữa. Như con sò mê ngủ thiên niên. Đạo tâm A Na Luật rất vững vàng, tuy mỹ sắc trước mắt ông vẫn ngồi yên không loạn động. Tâm địa quang minh của ông có thể suy mà hiểu biết được. Chẳng qua có một lần vì sự mê ngủ, ông đã để cho Đức Phật dạy răn nghiêm nghị. Ấy là lúc Đức Phật đang giảng kinh, có lẽ là vì sự mệt mỏi hôn trầm bức thiết, ông A Na Luật lại ngoẻo đầu sang một bên ngủ gật. Đức Phật nhìn thấy, ngài thốt lên: "Ôi chao, ngủ rồi à? Trong các thứ ngao sò ốc hến, ngủ một giấc ngàn năm chẳng nghe đến danh hiệu Phật." Người kế bên với tai lai A Na Luật dậy, ông giật mình thức giấc. Đức Phật hướng về ông bảo: "A Na Luật, xuất gia học đạo có phải là vì kiêng sợ dương pháp hay là vì lo sợ đạo tặc chăng?" "Bạch không." "Vậy thì ông vì nguyên nhân gì mà xuất gia học đạo?" "Vì bởi muốn xa lìa sanh lão bệnh tử, giải thoát ưu sầu khổ não." "Mọi người đều khen ngợi ông không vì nữ sắc làm hư hoại giới hạnh. Hiện giờ dường như ông rất tự mãn. Ông xem, lúc ta đang thuyết pháp, ông lại cũng mê ngủ." A Na Luật nghe Đức Phật bảo thế, vội quỳ xuống chắp tay bạch: "Bạch Thế Tôn, thỉnh cầu ngài từ bi dung lượng cho sự giải đãi mê si của con. Từ nay về sau, đến hết đời con sẽ không ngủ nữa." Đối với người đệ tử biết nhận lỗi sám hối, Đức Phật rất hoan hỷ. Sau khi A Na Luật phát thệ nguyện như thế, Đức Phật lại khuyến tấn an ủi, kêu gọi ông cố gắng dụng công tu hành. Cố nhiên là không thể trì trệ, nhưng cũng không nên quá dục tốc. Từ đấy trở đi, A Na Luật từ sáng đến chiều, từ tối đến sáng đều liên tục dụng công hành đạo. Cứ tu hành giường ấy không một phút nào ngủ nghỉ. Một ngày hai ngày tất không gì đáng phải nói. Nhưng ngày một lâu, cho dù con người có thể gắn gỗ ứng phó miễn cưỡng đi nữa, song thân thể sẽ không khỏi mang lấy bệnh hoạn. Như thế chẳng bao lâu